Sa-ra, mình nói về chữ khó trước ha. Cái chữ Sa-ra này đó, nó có rất là nhiều nghĩa. Nó có nghĩa là ví dụ như là cái tia sáng đó, nó cũng là Sa-ra. Cái tia sáng đó, nó cũng là Sa-ra. Cái tia sáng nó cũng là cái Sa-ra. Mà cái dòng nước đó, nó cũng là Sa-ra. À, nó rất là nhiều nghĩa như vậy đó. Nhưng mà trong trường hợp này đó thì chúng ta thấy là đang nói tới nước đó, có trong cái bản kinh này mình có thấy nhắc đến cái nước, cái yếu tố nước ở đây. Cho nên mình chỗ này mình phải hiểu đó là cái dòng dòng chảy ha. Đây, cái chữ này nghĩa là dòng chảy. Thì ở đây ta thấy rằng là cái bài kinh này cái người hỏi á, thì không có được nêu rõ danh tính và cái nhân thân, có nghĩa là người đó không được nói rõ đây là người nào, và tên, ngay cả cái tên cũng không có, mà cái nhân thân cũng không có, và ở đây chỉ có nói đến cái nội dung của cái bài kệ mà Đức Phật dạy thôi. Cái bài kệ tiếng Việt, cái bản dịch tiếng Việt ra là như thế này: chỗ nào nước chảy ngược, chỗ nào nước xoáy dừng, chỗ nào danh và sắc được đoạn diệt không dư, chỗ nào nước và đất lửa gió không vững trú, do vậy nước chảy ngược, chỗ ấy nước xoáy dừng, chỗ ấy danh và sắc được đoạn diệt không dư. Có một cái chuyện mà gần như là cứ bắt đầu một cái bài giảng là chúng tôi cố ý nhắc lại hoài. Thứ nhất là cho quý vị đừng có quên, thứ hai nó là cho những người lần đầu nghe đó, họ đừng có bị khó chịu. Đó là tại sao có nhiều chỗ Đức Phật Ngài có những cái cách nói về cái đạo giải thoát nghe rất là mênh mông, có chỗ cái cách nói của Ngài nghe có vẻ giống như là hơi thiếu thiếu cái gì đó. Chẳng hạn như ở đây Ngài chỉ nói rằng chỗ nào không có đất nước lửa gió thôi, chứ Ngài không nhắc đến những yếu tố khác. Mà ở đây những người A Tỳ Đàm đó thì dễ bị bệnh nghề nghiệp lắm. Thí dụ như các vị thấy rằng ở trong đây nói chỗ nào không có bốn đại đó, thì chỗ đó đó thì được xem là chỗ giải thoát ha, để đẩy như vậy. Thì cái người đó nó sẽ có một cái thắc mắc là nếu mà nói vậy đó thì ở trên cõi vô sắc được xem là cõi giải thoát hay sao? Nhưng mà không phải như vậy. Lý do là vì Đức Thế Tôn nhìn vào cái căn cơ, nhìn vào cái căn cơ của cái người đối diện, và ở đây chúng ta không được biết là cái người đối diện đó đã thưa gì, đã nói gì, đã trình lên Đức Phật cái điều gì, mình không được biết cái đó. Mà trong kinh chỗ này có câu trả lời của Đức Phật thôi. Thì về điểm này chúng ta căn cứ vào chú giải và căn cứ vào những bài kinh trước thì chúng ta phải bắt buộc phải hiểu rằng là có những người mà Đức Thế Tôn phải nói như vậy. Mình thí dụ như trong đời sống bình thường của mình ấy, thì trong thí dụ trong một cái gia đình nghèo khó đó, thì ông bố đó ông nói ông khuyến khích đứa con đi học, thì ông chỉ nói là ráng học cho giỏi để mai mốt đừng có nghèo như ba nữa. Ông chỉ nói như vậy thôi, đừng có để. Rồi có một trường hợp khác thì ông bố nó nói thế này: đời ba tuổi nhục đủ rồi, con ráng học để mai mốt ngẩng mặt lên mà đi giữa đời, mà sống ở thiên hạ, đừng có để mà phải tuổi nhục như ba nữa. Thì mình thấy trường hợp thứ nhất là ông bố chỉ nói đến nghèo thôi, ông chỉ nói mốt đừng có nghèo như ba nữa. Rồi trường hợp thứ hai thì ông bố nó là ngẩng mặt lên mà đi, đừng có để tủi nhục như ba nữa. Nhưng mà đối với một cái đứa bé nhà giàu thì lại khác, ông bố có thể nói khác. Chẳng hạn như là ráng học giỏi để mà mốt ba giao cái này lại cho con, chứ bây giờ con dốt quá thì làm sao ba có thể giao được cái công ty, cái hãng xưởng cái này cho con được, phải ráng học. Chúng ta thấy cũng là lời của người cha nói với con, nhưng mà ở mỗi trường hợp ấy, thì cái cách nói nó có khác nhau chứ. Mặc dù là cha con thì phụ phụ tử tình thâm đó, ý chang thì cái chỗ này giống đó,
Và cái mục đích của hai cái câu nói này có nghĩa là điều khích lệ đứa con ráng học hành đàng hoàng, siêng năng, giỏi giang. Nhưng mà cái cách nói thì khác hoàn toàn, khác hoàn toàn. Một bên thì khuyên đứa con nó học để mình giao lại cái gia tài cho nó, còn một bên nó kêu con nó học để nó đừng có giống mình nữa, còn bên này kêu con học để cho nó giống mình. Đấy, mình thấy rõ ràng. Nhưng mà cái ý nghĩa, cái nội dung, cái lý tưởng, cái tinh thần của hai cái câu nói đó, của những cái cách nói đó hoàn toàn giống nhau. Ở đây chúng ta thấy cái câu đầu tiên đó, chỗ nào nước chảy ngược, chỗ nào nước xoáy dừng. Ở đây chúng tôi xin thưa với bà con đó, là bà con nhìn thấy ở trên cái bản Pali đó, nó có cái chữ Sara. Sara là cái dòng nước, Sara là dòng nước. Còn cái chữ quốc tá đó, cái chữ này rất là nhiều nghĩa. Chữ quốc tá đó, cổ đó, nó có nghĩa là nó chỉ cho cái dòng tròn luân hồi. Chỉ vậy là vậy. Có chỗ quốc tá nó chỉ đơn giản là một cái vòng tròn thôi, vòng tròn, vòng tròn gì đó. Ở đây đó thì bà con nào mà đọc được tiếng Đức ấy, thì có thể vào cái địa chỉ này. Vào địa chỉ này rồi tìm cái chữ là Sanjuta Nikaya. Sanjuta Nikaya thì sẽ theo dõi được cái bản dịch. Còn nếu mà cái người nào coi như là đọc được bản âm đó, thì các vị tìm dùm cái trang này, đó là đấy, đó các vị đó, là tìm vào trong đó. Thì đây là hai cái địa chỉ, rồi vào trong đó thì cứ đánh chị vào trong đó thì cứ tìm cái Sanjuta Nikaya mà trong cái dạng, trong cái dạng định bản là PDF. Tự nhiên là tự nhiên họ dắt mình tới, tự nhiên họ dắt mình tới đó. Thì cái này tại sao chúng tôi phải ngừng lại mà nói qua cái chuyện này, là bởi vì trong room này thì tôi nghĩ rằng không biết là bà con ở trong cái room này là người xứ nào tôi không biết, mà tôi chỉ biết rằng hiện nay trong chỗ biết của tôi nói rõ là theo cái chỗ biết của tôi, chứ tôi không biết còn ở ngoài ra quý vị biết nhiều hơn tôi không có nói tới. Theo chỗ biết của tôi thì hiện nay đó, ngoại trừ ra các xứ Nam Phương như là Miến Điện, Thái Lan, chỉ có hai xứ đó. Nếu mà ráng thêm một xứ nữa đó là xứ Tích Lan, nhưng mà nói vậy thôi chứ tôi chưa có thấy. Chỉ có ba xứ đó thôi. Chỉ còn trên thế giới hiện giờ đó là mình thấy rằng cái nguồn mà nghiên cứu kinh tạng Nam truyền cái hệ Pali đấy thì chỉ có cái nguồn tiếng Đức và cái nguồn tiếng Anh thôi. Chỉ có cái nguồn. Quý vị còn nghe rõ không? Quý vị còn nghe rõ không? Quý vị còn nghe rõ không? Dạ rồi, cảm ơn. Thì ở trong cái bản căn cứ vào cái bản tiếng Anh đấy, dĩ nhiên mình là người Việt Nam, mình phải đọc bằng tiếng Việt Nam chứ. Nhưng mà thưa với bà con một chuyện, đó là nó khổ một nỗi, là đọc vào bản tiếng Việt thứ nhất đó, là có nhiều khi chúng ta thấy nó rất là mơ hồ. Đây, bắt buộc nếu mà mình có thể mình đối chiếu, mình so sánh với bản khác thì vẫn tốt hơn. Mà trong khi đó sờ sờ đó là mình thấy bên cạnh cái bản tiếng Việt là mình đi vô cái trang là tipitaka.org, là mình đã có một cái bản chú giải rất là ngon lành bằng tiếng Pali. Đấy, rồi bên cạnh đó mình đã âm và cái bản tiếng Đức nữa thì nó quá sướng rồi. Thì trong trường hợp này tội lệ gì mà mình cứ phải băn khoăn với cái bản tiếng Việt. Đấy, trong khi cái bản tiếng Việt có những điểm mà mình thấy nó hơi mù mù ha, nó hơi khó khó.
thì về lý do chúng ta không biết đường đâu mà giải thích, nhưng mà mình chỉ biết rằng nếu mà mình thấy nó khó quá, nó mơ hồ quá, thì mình có thể mình so sánh, mình đối chiếu với các cái bản dịch khác để cho nó sáng ra, thì tội gì mà mình không có cái chuyện đó mà mình không làm. Thì ở đây trong chú giải nói rằng ấy, cái bài kệ này này, bài kệ này này, bài kệ này này, cái chỗ nào nước chảy ngược, cái chỗ nào nước xoáy dừng, chỗ nào danh và sắc được đoạn gì không dư. Thì ở đây giống như ngày hôm qua đó, thì tôi có khi mà giảng về cái chỗ mà cái ông Bà La Môn ông nói rằng là ở cái vị trời nói rằng chỗ nào không có, ông muốn là thể nếu mà trừ bỏ được cái tâm ấy, trừ bỏ được cái tâm ấy thì coi như giải thoát. Cái câu đó đúng nhưng mà sai đâu nha, nhưng mà tại vì ổng không nghĩ nó nói đến chuyện tu hành, mà ông chỉ nói đến một chuyện duy nhất thôi, nghĩa là làm sao không có tâm. Ông nói cái xin lỗi thì nó kiểu dốt đó. Chính từ chỗ đó cho nên Đức Phật mới điều chỉnh lại người nói không, mình tu không phải là để bỏ cái tâm mà là lìa bỏ cái phiền não. Chứ còn cái chuyện mà cái tâm nó có hay không nó quan trọng, mà cứ bỏ phiền não trước tự nhiên cái tâm nó cái thân và tâm nó sẽ biến mất, danh quẩn và sắc quẩn sẽ biến mất thôi. Đối với trường hợp đặc biệt thì ngài phải giải thích như vậy vì ngài biết người ta hiểu lầm. Nhưng mà có những trường hợp khác thì có những cái căn cơ khác thì ngài lại nói rốt ráo, nói rốt ráo, ngài nói rằng phải, ngài không hề đến chuyện tu hành, phải giới định tuệ, phải bát chánh đạo thất giác chi, ngài không hề nói gì hết, mà ngài chỉ nói một chuyện thôi, tức là chấm dứt được cái đó là ok. Có những người nói như vậy là đủ rồi, nói như vậy đủ rồi, rồi họ đủ để họ đi xuất gia rồi, còn nếu họ có thắc mắc cái gì nữa thì họ sẽ hỏi thêm. Nhưng mà chuyện đầu tiên đó, họ khổ quá, họ khổ quá họ đến gặp ngài thì ngài nói họ rồi. Và chuyện đầu, và phải nói trong cái câu kể này đó, với một người mà có căn cơ đó, mình bây giờ thì mình không phải mình hay gì đâu, tại vì mình có kinh điển nha, còn họ ngày xưa đó thì buổi đầu tiên, những người mà đầu tiên gặp Đức Phật đó, thì nhiên họ đâu có biết Phật pháp gì đâu, thì cái gì đầu tiên mà họ những người nghe nói được là trên đời thật sự có một cái cứu cánh chấm dứt đau khổ, và chấm dứt bằng cách nào là sự vắng mặt của danh sắc. Họ nghe như vậy là họ đã có một cái khái niệm rồi, họ có một cái khái niệm rồi. Chẳng hạn như ông ta hy giá đau đó chị á, mà khi ông đến ông gặp Đức Phật á, thì Đức Phật ngài chỉ dạy ông có một bài kệ rất là ngắn thôi. Nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy, ngửi nếm đụng chỉ là ngửi nếm đụng, suy tư chỉ là suy tư thôi. Ở đây không có ta, không có người, không có bỉ, không có thử, không có so sánh, không có kiêu mạn hơn bằng thua kém ở đây. Thì với một người như ngài Pa Hy Giá Đâu Đức Chư Giác thì ngài nghe như vậy đó đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, nghe như vậy đủ rồi. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta sanh tử luân hồi là bởi vì sao, là vì có cái danh sắc, mà cái danh sắc nó đâu nó ra là nó do những cái tập khí, những tập khí sanh tử. Thì hôm đó chúng tôi đã, bây giờ đã đến lúc chúng ta ôm lại cái câu thần chú của mình rồi, là do vô minh trong trong tứ đế. Tôi ước gì mà quý vị viết lại cái câu thần chú đó để sẵn khi nào mà tôi cần nhắc quý vị cứ việc là post ra thôi, chứ khỏi có phải viết gõ gõ kiểu cò mổ nha. Do vô minh trong tứ đế, không biết mọi hiện hữu là khổ, không biết sáu ái là nguồn sanh khổ, không biết có một cứu cánh nằm ngoài khổ và tập. Và không biết rằng bố tứ là không biết rằng bát chánh đạo là con đường dẫn đến diệt đế. Thì bốn cái không biết này được gọi là vô minh trong tứ đế, và chính vì bốn cái vô minh này nè nó mới dẫn đến ba hành đó. Cái ba hành ở đây Việt Nam mình tôi rầu vô cùng, kể cả những cái tai to mặt lớn như ông Thu Giang Nguyễn Duy Trần chẳng hạn, viết cái quyển mà Đạo Phật Tinh Hoa, nghe cái tựa thì phải nói là rất là hoành tráng, rất là ghê gớm. Nhưng mà đặc biệt người Việt Nam mình là không bao giờ, phải nói là không bao giờ mà chịu có một cái định nghĩa đàng hoàng về cái 12 duyên khởi, phải nói như vậy. Cứ là vô minh duyên hành là hành duyên thức, mà cái duyên hành ở đây nói lan man, quý vị không tin tôi, quý vị không tin tôi thì quý vị có thể vào ở trong internet, quý vị đánh giùm tôi cái chữ ví dụ như 12 duyên khởi, hay là thập nhị nhân duyên, hoặc là y tha khởi, làm ơn vào đó đánh giùm mấy chữ đó đi. Cái định nghĩa không dùng được,
trong tất cả, phải nói là 99%. Mãi đến sau này đó thì mình thấy trong nước có một, có le lói một vài cuốn sách mà có cái định nghĩa dùng được, chứ xưa giờ hầu hết mình là nói ra thì lại đụng chạm nữa. 99% thì không phải là từ cái nguồn tham khảo kinh điển Pali đấy, nó từ các cái nguồn nào đó, ở đây tôi không có nói ra, nó từ những cái nguồn nào đó mà không phải là cái nguồn kinh điển Pali, cho nên rất là mơ hồ. Và một cái chuyện đáng buồn nữa là hôm nay chúng ta gặp Phật tử Miến Điện, Phật tử Tích Lan, mình hỏi họ thì chứ sơ thiền là cái gì thì ai cũng phải nói giống nhau hết. Sơ thiền là bỏ, sự lìa bỏ năm triền cái, có đủ năm chi thiền, tối thiểu là phải biết nói như vậy, là một thứ tâm mà có đủ năm chi thiền, và trước đó phải lìa bỏ năm triền cái. Nếu trạng thái tâm này tiếp tục được duy trì cho đến lúc mệnh chung thì người đó sẽ được sanh về cõi sơ thiền, có tuổi thọ là 1/3 đại kiếp. Đây là một định nghĩa bắt buộc và luôn luôn phải là như vậy khi nói về sơ thiền. Chứ còn Việt Nam mình mà nói về thiền đó thì ôi thôi rồi nổi sôi, mạnh ai nấy nói thiền, tùm lum thiền, cầm một ly trà uống chậm chậm cũng là thiền, múa thái cực quyền dưỡng sinh cũng là thiền, rồi coi như là có một cái gốc sân nhỏ nhỏ trồng cỏ, có gắn bonsai, có cái thạch đăng, rồi cái để cái tượng Quan Âm ở đó, cái cũng là thiền đấy. Rồi cuối tuần cái họp mặt nhau, cái nấu một bữa cơm chay ăn, rồi cái tụng kinh Thủy Sám, kinh Di Đà, kinh Phổ Môn gì đó, rồi cũng gọi là thiền. Cái thiền của mình nó mơ hồ lắm, ở đây cũng vậy, cứ vô minh duyên hành, những cái chữ hạnh đây mình cứ là thấy chữ hành đó, là mình cứ phan tới là hành động, mỗi hành động là sao thì nó rất là mơ hồ nha. Ở đây trong cái kinh điển Pali rất là rõ ràng chỗ này, vô minh là gì? Vô minh là sự không biết trong bốn đế, không biết làm sao, thứ nhất là không biết mọi hiện hữu là khổ, đó là vô minh trong cổ đế. Thứ hai, không biết cái sự đam mê thích thú trong sáu trần ấy, hoặc là nói gọn lại là không biết ba ái, tức là dục ái, sắc ái và vô sắc ái nhé. Thì nó hoặc là dục ái, hữu ái và phi hữu ái, nhiều cách nói, nhưng mà đại khái là tham ái đó là cái gốc của tất cả hiện hữu, tức là cái gốc của tất cả khổ. Mà không biết cái này là gọi là không biết, gọi là vô minh ở trong trong tập đế. Thứ ba là không biết có một cái cứu cánh mà chấm dứt cả khổ và tập, đó chính là diệt đế. Và cái thứ tư là không biết bát chánh đạo là con đường dẫn đến cái diệt đế, đó là vô minh trong trong đạo đế. Chính từ cái vô minh này nè nó mới dẫn đến ba hành. Thứ nhất là phi phúc hành, có nghĩa là mình giải quyết cái khổ bằng cách là mình làm các điều ác, mình sống chìm sâu ở trong 12 cái bất thiện, tức là trong tập trong nói một cách chuyên môn là 12, nhưng mà nói tức là 8 tham, 2 sân, 2 si, còn nói mà nó nôm na một chút là chìm sâu trong tham sân si này, có nghĩa là sát sanh trộm cắp rồi hưởng thụ rồi hại mình hại người bê tha trụy lạc đổ đốn hoang đoài đà đàn đấy, thì cái đó gọi là sống trong bất thiện để mà giải quyết cái khổ, thì đó được gọi là cái kiểu sống phi phúc hành. Thứ hai là giải quyết cái khổ bằng cách là làm lành đánh dữ, tu nhân tích đức để chết sanh trở lại, được làm trời làm người, được mang cái thân ngon lành hơn, để mang thân nhân loại thì giàu có đẹp đẽ khỏe mạnh thông minh, có danh tiếng, có này có kia với người ta, thì đó được gọi là mang thân nhân loại ngon lành. Còn không nó sanh về các cõi dục thiên hoặc là về các cõi phạm thiên hữu sắc, thì trường hợp đó đó được gọi là phúc hành. Còn bất động hành là những người đã nhàm chán cái các cái tầng thiền sắc giới rồi, họ mới chuyển sang họ tu tập các tầng thiền vô sắc để lìa bỏ cái gọi là thế giới vật chất. Bởi vì chúng sanh trong thế gian này nó chia ra nhiều cấp, có người thì chìm đắm đam mê trong trong năm dục, có người thì khá hơn, nhàm chán năm dục sống trong cảnh sắc giới, có nghĩa là lìa bỏ năm dục sống trong thiền định, nhưng mà cái họ còn lệ thuộc trong cái thân tướng, có nghĩa là cái đề mục mà họ tu thiền nó vẫn là sắc pháp, và cái thân tướng trên cái cõi phạm thiên nó vẫn là sắc pháp, cái cảnh giới đó vẫn là sắc pháp. Đấy. Rồi có người cao cấp hơn, họ nhàm chán cái hành danh sắc tướng này, họ mới hướng đến cái tầng gọi là tầng thiền cao hơn, đó là thiền vô sắc giới. Ở đó chỉ có tâm thức chứ không có cái vật chất, không có sắc pháp này. Nhưng mà dầu ở cõi nào đi nữa,
thì xong hết tuổi thọ thì phải trở xuống cái cõi, thấp nhất. Thấp nhất có nghĩa là trở lại cái cõi dục giới. Rồi nếu mà may mắn mà gặp minh sư thiện hữu tiếp tục tu hành thì ok, còn nếu mà xui mà không gặp đó thì tự mình đó, rất là khó mà ngồi lên lắm, rất là khó, phải nói rõ như vậy. Và cái dòng luân hồi mà nếu mà nói ra nó buồn dữ lắm. Bây giờ Đức Phật dùng cái hình ảnh gọi là con rùa mù đó, không phải là ngày dọa mình sợ đâu, mà là thật sự nó là như vậy. Cái dòng luân hồi này, cái cơ hội để mà mình gọi là làm lành đó khó lắm, ít gặp lắm. Các vị bây giờ cứ ra đường mà nhắm mắt vô tay là đụng toàn người xấu không, 1000%, chứ không phải là 100 nha, 1000%. Cứ là ra đường nha, cứ là nhắm mắt vô cái là dính người xấu. Xấu đây là gì? Xấu đây à, quên, chỗ này có định nghĩa này, cái chỗ này quan trọng. Cái những người xấu ở trong kinh điển Pali đó, định nghĩa nó ghê gớm chứ nó không có như ở ngoài đời. Ở ngoài mình hiểu người xấu là cái người có tật ăn cắp, ăn trộm, giết người, hại người, không có gớm tay, vân 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 vân, thì đó gọi là người xấu. Gian trá, lừa đảo, lật lọng, lương lẹo, đó là người xấu. Tàn nhẫn, không có trắc ẩn, không biết thương người, chỉ biết bo bo lo cho mình, đó là gọi là người xấu. Nhưng mà ở trong cái kinh điển Pali thì không có định nghĩa nghèo nghèo như vậy, mà trong đó định nghĩa rằng kẻ nào mà sống nhiều bằng cái tâm bất thiện thì đó là gọi là người xấu, chứ không cần phải làm nha. Không cần đến mức mà bất thiện mà nó lòi ra ngoài tới thân nghiệp khẩu nghiệp thì nó quá sức nặng rồi. Đằng này chỉ cần trong tâm thôi, mà kẻ nào mà còn nhiều sống nhiều thời gian trong ngày, trong đêm, trong đời, sống nhiều thời gian cho phiền não, trong phiền não, bởi phiền não, thì kẻ đó được gọi là kẻ xấu. Kể cả chúng ta đang ngồi trong rừng, kẻ đang nói và người đang nghe, nếu cần phải nói chúng ta đang là người xấu, phải nói thẳng thẳng như vậy. Chúng ta không có lý do nào để mà ngại ngùng khi mà xác nhận chuyện này hết, là bởi vì trong một ngày như vậy đó, 24 giờ đồng hồ, các vị có cái gan ừ một tiếng không? 24 giờ đồng hồ thì 99% thời gian là chúng ta sống bằng cái tâm trời ơi đất hỡi rồi. Trời ơi làm sao? Không tham thì sân, mà si thì có mặt trên từng cây số, trên từng cây số. Tham ở đâu thì sân, thì si nằm chờ ở đó, mà sân ở đâu thì si nó nằm chờ giờ ở đó. Đấy. Mà đối với người như mình á, thì tà kiến là coi như là thường trực luôn, ủy viên thường trực quốc hội liên tục và liên tục. Tà kiến là sao? Mình nói vô ngã vô thường khổ không, nói cho vui vậy thôi, chứ còn luôn luôn mình sống trong cái tâm niệm tôi và của tôi. Lâu lâu nó có cái chánh niệm nó chen vô một chút, cái trí tuệ nó chen vô một chút. Mà tôi nhắc lại, cái biết của mình ấy, nó không đủ để mà nó trấn áp phiền não, trừ phi là mình là một hành giả chuyên tu, phải nói như vậy, chuyên tu liên tục ghi nhận, đây là danh, đây là sắc nha, nó đến rồi nó đi nha, luôn luôn ghi nhận. Thay vì mình ghi nhận đây là tâm sân thì mình nên ghi nhận đây là tâm sân đang vô thường nha, tâm sân đang vô thường, tâm tham đang vô thường. Đây, thọ hỷ, tôi đang sống bằng tâm thọ hỷ, tôi cái đang hít ra, hít vô thở ra bằng bằng cái thọ hỷ, và thọ hỷ này đang vô thường. Chỉ có một hành giả mà chuyên tu như vậy đó suốt ngày đêm đó thì còn may ra, chứ còn 99,9% chúng ta là luôn luôn sống trong một cái tâm niệm rằng đây là tôi, đây là của tôi. Làm ơn bỏ giùm tôi cái suy nghĩ rằng tôi là Phật tử nha, cái suy nghĩ đó không có tốt. Tôi biết tôi nói cái này rất là sốc, rất là sốc, nhưng mà không nói không được, bởi vì cứ tưởng mình là Phật tử thôi. Nhưng mà thật ra phải chỉ cái mà mình nhớ phải là Phật tử, mà cái mình nhớ đó là cái sự vô thường của danh sắc, cái mình nhớ đó là cái nhớ cái nhân quả báo ứng, luôn luôn nhớ rằng đây là nhân xấu nha, đây là nhân xấu nè, đây là nhân thiện nè, hoặc là lâu lâu mình được vui đây là quả thiện nè, buồn thì đây là quả xấu nè. Chỉ có nhân với quả thôi, một là suy tưởng về nhân quả, hai là suy tưởng về tam tướng. Đây là tâm tham đang vô thường nè, đây là tâm sân nó đang vô thường, chỉ có cách đó thôi. Chứ nếu mà không sống trong tâm niệm này thì chúng ta luôn luôn sống trong cái phiền não, và đặc biệt là luôn luôn sống trong cái tà kiến, sống trong cái ngã mạn suốt suốt mùa thu. Tôi xin bảo đảm là suốt mùa thu không có cái gì phải ngại hết. Cho nên cái chữ người xấu ở đây là như vậy. Và nếu mà đã phân tích rốt ráo như vậy rồi thì trong cái dòng luân hồi mình, cái cơ hội nào để mình làm thiện này cực hiếm, hiếm lắm.
Thí dụ như bây giờ mình được gặp Phật, gặp Hiền Thánh, họ dạy cho mình hành thiền, đắc thiền, phi tưởng về trời sống 84.000 đại kiếp, tới họ mà lọt xuống đây rồi thì sao? Qua tay một cái gặp toàn là cái thứ trời đất, phải không? Thì làm sao mà mình có cái cơ hội mình nhớ lại cái chuyện xưa để mà tiếp tục tu hành, mặc dù trong kinh có nói là cái người từ ở trên mấy cái cõi trên họ mới vừa xuống đó, thì cái lòng của họ nó ok lắm, nó hiền thiện lắm, nhưng mà cái hiền thiện đó nó không có đủ sải, họ phải tiếp tục chuyên tu thì cái hiền thiện đó nó mới có cơ hội phát triển. Các vị tưởng tượng như trong một cái khu vườn hoang mà nó có những cái hột giống, nó có một năm ba cái hột giống, nó năm ba cái hột đậu, năm ba cái hột sầu riêng chôm chôm, mà đứng ở giữa một cái khu vườn mênh mông mấy chục ngàn mẫu cỏ gai mọc đầy trên đó hết, thì mấy cái hộp này làm sao nó phát triển đây? Cái cơ hội nó phát triển rất là thấp, thấp lắm, thấp ghê gớm, trừ phi có ai đó cố ý dành cho nó một sự chăm sóc đặc biệt này, thì lúc đó thì những cái cây này nó mới có cơ hội, nó mới có cơ may nó phát triển nha. Chứ còn nếu mà nó mình đem mình luyện nó trong một cái khu đất mênh mông mà có ra thì ngập lối như vậy đó, thì khỏi thì cái làm sao nó phát triển, cái cơ hội nào đấy. Cho nên chính vì chỗ này khi mà thấy ớn quá thì cái chuyện đầu tiên chúng ta là phải nhớ rằng bằng mọi giá phải quân tu công đức, quân tu công đức, tác ý đến cái chuyện lìa bỏ danh sắc thôi, chứ còn mà đừng có hòng mà nghĩ đến cái chuyện mà hội nhập ta bà phổ độ chúng sinh. Mình yếu người đừng có đi nắng nha, yếu người đừng có đi nắng. Chỉ có những cái vị mà đại hùng đại lực họ nhắm mà gọi là họ liệu cơm gấp mắm, họ biết là người như họ không thể đi một mình, họ phải đi chung với người khác, họ không thể đi ké cái tàu cái bè cái thuyền cái phà người khác, mà họ hoàn toàn có sức để mà làm, họ đóng hẳn một chiếc tàu lớn mà chở nhiều người, thì cái người đó nó được gọi là Bồ Tát chánh đẳng giác, rồi họ mới là gồng mình, họ chịu đựng lăn trôi đời này qua kiếp khác để mà quân tập cái Pa La Mật để mà thành Phật độ sinh. Còn mình nó tại sao mình thấy trong kinh điển Pali mà không có mặn ngà lắm cái chuyện này kêu gọi thành Phật, từ chỗ đó người ta mới chửi tiểu thừa. Nhưng mà trời đất ơi, tại sao có một cái chuyện mà không có thấy, không có cái trường đại học nào mà dạy người ta làm tỷ phú hết. Thưa các vị trong rừng, tôi quỳ tôi van xin mọi người hãy nhớ cái điều đó, không hề có một cái trường đại học nào mà dạy người ta làm cái giải Nobel hết, không có. Mặc dù chúng ta nhìn nhận có rất là nhiều trường mà nhiều sinh viên xuất thân từ đó đang nhận giải thưởng này giải thưởng kia trên thế giới, đúng cái gì đó có, nhưng mà có hay không cái điều đó hoàn toàn không có nghĩa là cái trường nó chuyên đào tạo mấy người như vậy nha. Là mình nhớ dịch nó như Stanford rồi Yale rồi Columbia hay là Sorbonne hay Cambridge, Oxford của Anh, của Pháp, của Mỹ, những cái trường đó nó đồng ý nó nổi tiếng kia, cái sinh viên mà xuất thân từ cái trường đó thì cái cơ hội mà mình được những giải thưởng quốc tế nó cao hơn những trường khác, đúng. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là những cái trường này là chuyên đào tạo ra những cái tỷ phú, những người mà đoạt giải Nobel hòa bình nha. Ở đây cũng vậy, cái quả vị chánh đẳng giác nó khó cực kỳ chứ không phải là dễ, nó khó kinh hoàng chứ không phải là dễ. Cho nên tự nhiên nào là bịa ra cái lý tưởng Bồ Tát rồi nào là Phật đạo, trong khi cái chuyện nó rất là đơn giản là lìa bỏ năm uẩn, lìa bỏ danh sắc là nó đã khó, phải nói là nói thì cái từ mà nó khó nghe đó, là nó đã khó trào máu rồi nha. Quý vị thử một lần đi, một lần là bị sốt, bị tiêu chảy, bị nhức đầu, bị chóng mặt mới biết. Lúc đó không còn bụng dạ nào mà nghĩ đến cái chuyện mà tế độ quần sanh nữa. Đừng có ham, đừng có nổ, phải liệu cơm gấp mắm nha. Phải biết mình yếu người thì đừng ăn nắng nha. Đừng có mà dốc mà nói mà xạo mà nói rằng Bồ Tát đạo rồi Bồ Tát giới, cái đó tôi nghe tôi lạnh như sống lắm, nói thật. Cái chuyện căn bản là bớt tham, bớt sân, bớt si, đừng có mà kiêu ngạo, đừng có ích kỷ, đừng có mà người ta chạm nọc một cái mình nổi điên lên, cái đó Bồ Tát đạo cái gì, cái đó mà đại thừa cái gì. Tôi nhớ hoài một cái câu chuyện đó là cái ông đó, ông một đêm kia nó có người đến gõ cửa nhé, gõ cửa em một cái vị thiền sư xin ngủ nhờ nhé, gõ cửa mà mỏng, gõ cửa mỏng nói thế này nè. Em gọi cửa mà ông nói thế này, ông nói thưa ngài, con là một người phú thương nhé, con là một người phú thương đây lỡ đường không biết dám ngủ ngoài sợ trộm cướp, cho nên con xin vào ngủ ở trong cái am của ngài đêm nay. Thì ngày ông đi thiền
Nam này chặt lắm, không có chứa nổi phú thương, không có chứa nổi đại gia đâu. Ý ông nói như vậy đó là để ông trụ trì thấy ông có tiền đó để mà welcome ổng. Nhưng mà ai ngờ ông trụ trì ổng là trường hợp hơi đặc biệt. Vậy khi ông nghe vậy ông mới đi cái am nhỏ nó chứa đại gia, ông nói ông kêu mới sửa lại, ông nói thưa thầy con là khách lỡ đường thôi, ok khách lỡ đường thì chứa. Cái câu đó rất là quan trọng, cái câu chuyện đó rất là quan trọng. Khách lỡ đường thì chứa, chứ còn khi mà cái chỗ tu hành mà mình mang một cái mạt là đại gia phú thương vô đó thì nó chật chội lắm nha. Cái đường luân hồi là một cái hành trình vạn lý đấy, hành trình vạn lý. Cái hành lý trên vai mình ấy nó càng nhẹ nhẹ càng gọn chừng nào đó thì nó càng dễ đi. Tôi nhớ có một lần tôi vô trong một cái tiệm bán cái đồ mà đồ thể thao, đồ du lịch của Mỹ đó, họ viết, họ có một cái tấm băng rôn mà họ viết ba cái chữ này rất là dễ thương. Đấy là họ quảng cáo cái hàng hóa họ, để là go fast, rồi go light, rồi go small. Họ để họ treo một cái băng rôn lên đó. Cái câu này nếu mà ai biết tiếng Anh thì tha hồ bắt lỗi, bắt lỗi là câu này sai văn phạm đúng, nhưng mà cái này người Mỹ họ ghi họ không có care, họ không có care là sai đúng, họ chỉ biết là ghi như vậy khách hiểu là hiểu là được rồi. Có nghĩa là go fast, go light, go small. Anh vào trong cái tiệm của tôi, anh muốn đi du lịch phải không, anh muốn đi dã ngoại phải không, anh muốn đi thể thao phải không? Ok, ở đây là anh có tất cả. Ví dụ như là cái bình nước mang theo là cái bình đặc biệt rất là nhẹ, cái lò nấu nước, lò nấu thức ăn nha, cái ba lô, cái liều, cái đôi giày, cái nón, cái khăn, cái mền, cái đèn pin, cái con dao, cái búa, cái kềm, tất cả những cái đó đều rất là nhẹ. Thậm chí trong đây quý vị biết nó bán những món mà mình mê chết bỏ đi, cái búa, cái kềm rớt dưới nước bảo đảm không chìm. Lý do tại sao? Chỉ có cái chỗ nào mà nó tiếp xúc với kim loại đó thì chỗ đó họ mới gắn một miếng kim, một miếng thép mỏng cho đó, còn toàn bộ còn lại đều là bằng bằng loại nhựa hết. Các vị coi có đã không, tôi nói biết các vị có hình dung được không, nguyên cái kèm á thì cái chỗ mà cái chỗ nào mà nó cắn kim loại đó thì cái chỗ đó nó gắn hai miếng thép mỏng ngay chỗ đó. Tôi nói biết các vị nghe kịp không, cái kèm mình á, cái kèm mà tại tôi đang nói các vị không nhìn hình ảnh được, cái kèm mà chỗ mình đưa cái bàn tay đi mình bóp đó, thì cái chỗ nó cần cứng nhất, cái chỗ nào mà cần cứng họ chỉ cho cái chỗ đó hai miếng thép thôi. Cái búa của đóng đinh cũng vậy, họ làm bằng một thứ nhựa, nhựa toàn bộ 99% đấy, thì chỉ có cái chỗ nào mà cái chỗ mà sẽ tiếp xúc với kim loại mai này này, cái chỗ đó người ta mới gắn một miếng thép vào trong đó thôi. Cho nên á, nó cái búa đó, cái kềm đó mà nó có rớt xuống nước đó, thì nó vẫn nổi phêu thôi đấy. Thì ở đây tôi nói chuyện giống như lạc đề, nhưng mà tôi muốn nói cái gì, đó là một cái đối với một người mà muốn đi du lịch, muốn đi thì thể thao, đi cắm trại thì cái hành trang càng gọn nhẹ thì nó càng tốt chứ sao. Mình cũng vậy, thì cái chuyện đầu tiên, cái chuyện đầu tiên nó là mình tu hành là mình bỏ bớt những gánh nặng, những gánh nặng không thật sự cần thiết nha. Và mình tu là tôi nói hòa là mình nên phân biệt cần là cái gì mình thích. Cái câu thần chú này rất là quan trọng, cái gì mình cần và cái mình thích. Thật ra đó, nếu mà mình đi làm lụng lăn lóc ngoài chợ đời đó, mà mình chỉ tập trung mình lo cho cái mình cần thôi đó, thì mình đỡ cực, đỡ khổ nhiều lắm. Nó khổ một nỗi đó. Cảm ơn YouTube. Nó khổ một nỗi đó là chúng ta dành quá nhiều thời gian công sức cho cái gì, cho cái mình thích, cái đó mới làm khổ mình đó. Chứ còn cái mình cần nó không có nhiều. Thật sự mình thì mà nói như vậy, thật sự mình nói ví dụ như để mình nuôi sống cái mạng của mình đó, thì mình hoàn toàn có thể sử dụng những thứ thực phẩm, nước uống rất là rẻ tiền, cái quan trọng nhất là nó an toàn, chứ còn không có cần phải cầu kỳ. Mà đằng này là vì mình cứ chạy theo cái mình thích, chứ còn nếu mình chạy theo cái mình cần đó, thì mình bớt khổ nhiều lắm nha. Cho nên ở đây trong cái bài kinh này mới dạy rằng lìa bỏ được danh sắc, chỗ nào mà lìa bỏ danh sắc thì chỗ ta được xem là giải thoát là như vậy đó. Tức là bỏ bớt cái gánh nặng đi. Cho nên khi mà trong kinh, khi mà mô tả đến, khi là mô tả cái một vị A-la-hán đó, thì định nghĩa thế này: Vuốt Sít-tha-quan là cái người mà đã thành tựu được cái cứu cánh
Katakaraniyu có nghĩa là chuyện nên làm đã làm, và cái chuyện này trong đó nó có định nghĩa bên này mới hay nè. Vusitawa có nghĩa là đã gọi là đã hoàn tất cái phẩm hạnh rồi, phẩm hạnh nó thành Katakaraniyu, chuyện nên làm đã làm. Và cái này chữ này tôi phải này, Ohitabharo có nghĩa là gánh nặng đã đặt xuống. Cái chữ này cái người mà sống mà gọi là có chút thấm thía tương trao đó, thì cái chỗ này mình mới thấy thấm. Cái Ohitabharo là gánh nặng đã đặt xuống. Mỗi ngày đó, nếu mà một hành giả sẽ thấy được nhiều cái chuyện mà trước đây mình có thấy. Mỗi ngày mình bước vô phòng tắm mình đã thấy nó phiền rồi, mang cái thân này đó mà phải phải đi vì nó mà mình phải phải tắm rửa, không tắm rửa thì ai chịu nổi, mình chịu nổi mà người ta chịu không nổi đã đành, mà không tắm thì chịu không ai chịu nổi, mà tắm nó rất là một sự phiền phức. Phải có nhà tắm, phải có nước, rồi phải có xà bông, rồi phải có khăn lau, rồi chưa kể là có khi cần nước nóng rồi lắm, rất là khổ nữa. Có nhiều người là đi đâu đi nhưng mà họ cũng phải có nước nóng họ mới tắm được. Rồi ăn, mình biết là bây giờ mình giọng mình bỏ vô miệng mình, nếu mình chánh niệm đó mình thấy mình bỏ vô miệng mình, giống như mình thử tưởng tượng đi, mình ăn thức ăn dư mình đổ vô thùng rác mình gom cỡ nào, mà tại sao mình bỏ vô miệng mà mình không gom? Đó là một chuyện rất là đáng để suy nghĩ, rất là đáng để suy nghĩ. Tôi nhắc lại, tại sao cũng cái phần thức ăn đó, cái vị trí thức ăn dư người ta đổ bỏ phải không? Thí dụ trong một mâm nó có ba món đi, một mà thì khi mà ăn hết rồi ta mới lùa vô trong cái thùng rác người ta đổ, mà khi mà ba món đó mà nó trộn chung với nhau trong thùng rác mình gom cỡ nào, mà mới mình mới vừa đổ. Và tôi nói rõ luôn, thùng rác mới mua chưa qua sử dụng, tôi nói chậm nữa nha, thùng rác mới mua chưa qua sử dụng về được rửa sạch sẽ rồi, lần trong lần đầu tiên đó, trong cái lần đầu tiên sử dụng đó, thì mình đổ vào trong đó bốn món thức ăn mới vừa ăn trên bàn đấy, mình đổ vô bốn là mình vừa đổ vô đó xong mình kêu mình thọ tay vô đó mình đã gom rồi. Nó đặc biệt như vậy đó, tức là cái thùng rác chưa qua sử dụng lần lần nào hết ha, và bốn món ăn đó là mình mới vừa ăn trên bàn và không có dơ bẩn gì hết, còn đang ấm nóng ngon lành. Có điều là bây giờ mình không dùng nữa thôi, thì mình mới lùa bốn ông này vô trong cái thùng rác để lát đem đi đổ. Thì khi mà bốn ông này mỏng gặp nhau trong đó là mình đã thấy nó hơi hơi nhợn rồi, mà khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ sau là chính thức là mình không dám thò tay vào trong bốn trong cái đống mà xà bằng đó nữa. 4 tới 3 tiếng đồng hồ sau thôi là mình đang đưa cái bàn tay vô là mình đã gớm rồi, gớm nổi da gà rồi. Thì tại sao mà mình bỏ vào miệng mình mà mình lại không gớm? Điều đó có nghĩa là mình thật sự mình sống vô minh lắm. Cho nên đối với một hành giả đó, khi mà họ ăn nó họ thấy đó là một cái gánh nặng, tắm rửa là một gánh nặng, rồi còn cái giặt đồ nó cũng là một cái gánh nặng. Không lẽ bây giờ là mình ăn bằng cái chén giấy mình dục, rồi mình mặc đồ mình mặc đồ giấy mình dục, chứ thật ra đó cái chuyện mà phải đi giặt lại đồ đó, nó là cái chuyện theo tôi đó, nếu mình tránh được thì cũng rất nên tránh. Thứ nhất là nó mất công, nó mất thời giờ. Ở đây tôi không nói chuyện làm biếng, mà tôi phải nói chuyện gớm. Cái chuyện mà ôm một đống đồ dơ mình đi giặt đó, trong đó có của mình rồi có của người thân mình trong đó, mà riêng của mình là mình đã thấy ớn rồi, huống chi của người thân mình, tức là không phải mình đó, rồi thêm nữa là của ai ai nó còn gớm dữ nữa. Cho nên đó, là cái chuyện mà ăn rồi tắm rửa giặt giũ, rồi mỗi lần mình đổ rác, rồi mỗi lần mình dọn dẹp nhà cửa, các vị có biết cái bụi mà trong nhà của mình á, 70% là da khô, là cái tế bào chết của mình. Tôi nói các vị nghe kịp không? Cái bụi trong nhà của mình là 70% là da khô, là cái tế bào chết của mình. Nếu mình biết cái đó mình ớn ớn kinh khủng. Nếu mình biết được như vậy, nếu cái chuyện mà mình đặt chân vào nhà người khác, vào cái phòng của người khác, nằm ở trên giường của người khác, nó gớm cỡ nào, 70% nha. Cho nên đó cũng là cái gánh nặng. Và nãy giờ tôi nói giống như lạc đề mà không, tôi biết rõ tôi đang nói cái gì. Thì khi mà mình hiểu được đời sống nó dễ sợ như vậy đó, rồi mình chưa hết ăn mặc, rồi mình trong cái chuyện quan hệ xã hội mình phải thù tạc, đã phải qua lại với láng giềng, với bè bạn, với người thân. Nếu mình có gia đình đó, thì mình là đàn ông thì phải bênh bênh giang sang nhà vợ, mà mình là vợ thì bênh giang sang nhà chồng, rồi bạn bè của vợ mình cư xử làm sao cho nó phải phép. Nội chừng đó chuyện thôi, rồi chuyện ở công sở, ông chủ, ông boss của mình, rồi bạn bè đồng nghiệp chung sở với mình, tất cả là mình phải đương đầu, phải đối phó, phải giải quyết, phải nhức đầu với chừng đó chuyện. Các vị nghĩ thì còn tâm trí đâu mà lo cho Phật pháp nữa, còn tâm trí đâu.
Đấy, sau khi tôi nói tan nát xong rồi tôi mới quay trở lại Bắc Kinh, đó là chỗ nào nước chảy ngược, chỗ nào nước xoáy dâng, chỗ nào danh và sắc tự đoạn diệt không dư. Đấy, thì nguyên cái bài kệ này muốn nói cái gì là nói toàn bộ những gì tôi nãy giờ tôi nói mà quý vị tưởng là lạc đề đấy. Đấy, đó, danh sắc là như vậy đó. Đó, mang thân người đó, chừng đó gánh nặng, tôi tưởng sao, thiếu công đức chết được đọa xuống, còn mà có ngon lành đắc thiện thì về trời sống bao nhiêu cũng trở xuống chung như cái đống xà bằng này sống nữa. Mà cái cơ hội mà làm người làm trời thì cực hiếm nha, cái cơ hội là mà làm trùng làm dế thì nó dễ ẹt, búng tay cái là làm thành con dế liền nha, dễ ẹt. Mà các vị có bao giờ mà các vị mà ở Việt Nam mà biết mấy con trùng chỉ không? Xin hỏi biết con trùng chỉ không? Con trùng chỉ là cái loại trùng mà nó giống như bánh hỏi vậy đó, mà nó nằm ở dưới cống á, mà nó nằm cái nùi vậy đó. Rồi mấy đứa bé nhà nghèo đó, là xưa đó Sài Gòn tôi gặp đó, nó vớt nó đem về nó bán cho người ta nuôi cá lia thia đó. Có lúc có khi nó vớt về cho nó nuôi cá, hoặc có đứa nó nghèo quá đó, nó vớt một nùi nùi rồi nó đem về nó bán cho mấy người mà người ta nhà giàu mà ta chơi cá lia thia đó, họ chỉ mua về họ không có đi vớt mà họ chỉ mua về để mà cho cá nó ăn. Thì cái định nghĩa mình sinh làm một con ở trong đó bị nghĩ sao hả? Vì tưởng tượng nó kinh hoàng thế nào hả? Là một con mà trong cái nùi đó đó, cái nùi đó không biết mấy cái lô tôi không biết nha. Rồi ngày xưa tôi từng ở miền Đông tôi là ở Đồng Nai, Long Thành đó. Một cái gò mối như vậy không biết là bao nhiêu con. Rồi chưa kể là những cái đêm trời mưa đó mình để cái đèn dầu rồi nó bay coi như mù trời. Thì một lần mà chung vô cái mà làm cái thân con mối, con kiến, con ruồi, con muỗi hả? Rồi con trùng, con dế, một lần mà chung như đó rồi cái cơ hội đó ra nó rất là khó. Là vì sao? Là vì mình mang thân người đó, mình còn có cơ hội tiếp xúc với minh sư thiện hữu đấy, còn làm rồi còn quân tu công đức vân vân và vân vân, còn có cái một phần triệu một phần tỷ cơ hội nếu mà trồi lên. Còn mình đã chung vô trong cái cảnh giới mà mù mù tâm tâm tối tối đó rồi thì cái cơ hội nào để mình lên rất là ít. Mình phải nhờ cậy đến cái gì? Nhờ cậy đến một cái thứ tiền nghiệp quá khứ mà nó có cái tên là hậu báo nghiệp. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong cái dòng sinh tử luân hồi nó dài đằng đẵng này nè, chúng ta luôn luôn tạo nghiệp mới, có lúc thiện lúc ác, dĩ nhiên cái nghiệp ác nó nhiều hơn đấy. Thì cái lợi nghiệp nào mà nó cho quả ngay cái đời sống bây giờ, điền đời sống hiện tại, mình gọi đó là hiện nghiệp. Rồi có những cái lợi nghiệp mà nó cho quả ngay trong cái đời sống tiếp theo cái kiếp này thì cái đó gọi là sanh báo nghiệp. Còn hậu báo nghiệp là những cái lợi nghiệp mà nó cho quả từ cái kiếp thứ ba trở đi, kéo dài cho đến bao giờ nó không còn hiệu lực nữa, hoặc là mình viên tịch niết bàn thì thôi. Đấy, trong trường hợp đó cái nghiệp đó gọi là nghiệp hậu báo nghiệp. Còn cái nghiệp thứ tư gọi là vô hiệu nghiệp, có nghĩa là có những cái nghiệp mà do một cái lý do nào đó mà nó không có cho quả. Ví dụ như có đến cái lúc mà nó trổ quả đó thì nó lại nhầm một lúc nó gặp một cái thứ nghiệp khác cũng trổ quả cùng một lúc mà mạnh hơn nó, lấn lướt nó thì thôi. Hoặc là nó chưa kịp trổ quả thì đương sự đã nhập niết bàn, hoặc là nó chưa kịp trổ quả được, hoặc là có đến lúc nó trổ quả thì đương sự đang ở trong một cái hoàn cảnh mà nó không trổ được. Ví dụ như cái nghiệp sát sinh của tôi, cái tôi đã tạo những sát sinh thì tôi phải bị người ta đánh, bị người ta giết, tôi phải bị bệnh hoạn, tôi phải bị yếu thọ. Nhưng mà ngay cái lúc mà nó trổ thì nhầm lúc tôi đang ở trên cõi phạm thiên vô tưởng vô sắc, thì coi như cái nghiệp mà sát sinh đó coi như là ngay cái lúc mà nó mà đúng cái giờ giấc mà nó phải trổ đó, thì ngay thời điểm đó tôi lại ở trong một cái, tôi lại có cái điều kiện, một cái hoàn cảnh sống trong một cái môi trường, điều kiện hoàn cảnh mà nó không có hợp cho cái chuyện trổ quả đó, thì cái nghiệp sát sinh đó coi như nó trở thành vô hiệu nghiệp. Cái vô hiệu nghiệp nó có nhiều trường hợp lắm. Hoặc thí dụ như tôi đắc sơ thiền thì coi như tôi đang gieo cái nhân tái sanh của sơ thiền, nhưng thí dụ như sau đó tôi lại đắc thêm nhị thiền thì tôi chết tôi sanh về có nhị thiền chứ. Thì lúc bây giờ cái nghiệp sơ thiền kia coi như nó trở thành vô hiệu nghiệp. Như vậy tôi nhắc lại, nó có bốn loại nghiệp, đó là cái nghiệp mà mình tạo ra, nó nghiệp thiện hoặc ác mà nó cho quả ngay đời này gọi là hiện nghiệp. Cái nghiệp thứ hai là nghiệp thiện ác mà nó cho quả cái đời ngay cái đời kế tiếp mình, đó là gọi là sanh báo nghiệp. Cái nghiệp thứ ba là nó cho cái quả đời thứ ba trở đi, đó gọi là hậu báo nghiệp. Và cái nghiệp thứ tư gọi là vô hiệu nghiệp. Đấy, thì những trường hợp những con trùng con dế đó, đó mà cái cơ hội nó đi lên, nó lên bằng cái gì? Nó đi lên bằng bằng cái hậu báo nghiệp,
là cái nghiệp xa xưa nào đó, đến lúc nó đổ quả thì tụi nó mới chung lên, nó lại làm người làm trời. Nhưng mà quý vị biết mà, sau một thời gian dài mà mình sống tăm tối, khi mà trở lại mang thân người đó, con người nó khờ, nó ngu, nó dốt, mà nó coi như cái khả năng mà suy tư ấy, cái khả năng trí tuệ đó là coi như là zero zero. Chỉ có cái may mắn đó là lúc đó đó mà gặp minh sư thiện hữu đó, à, người ta kèm cặp dắt dẫn mình, dạy dỗ mình, à, thì may ra, à, thì mình mới làm được chút đỉnh phước báo, rồi từ 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 cái mình mới phục hồi nhân phẩm đó, lại phục hồi nhân phẩm. Chứ còn không có ai kèm cặp là chỉ có cắn lưỡi chết thôi, không có cửa lên. Đấy. Nãy giờ tôi nói về để chi, để cho quý vị thấy rằng cái danh sách đó là như vậy đó, cái tội khổ danh sách là như vậy đó. Mà muốn chấm dứt danh sách thì cái câu này câu thần chú thôi. Danh sách vắng mặt thì trước hết ta phải nhàm chán danh sách. Mà nhàm chán cách nào thì toàn bộ những gì mà hồi nãy giờ tôi nói đó, nó là nói cho quý vị nhàm chán chán đó. Bởi vì mình cứ ngồi mình dệt mộng là ta sẽ xây dựng một cái cõi tịnh độ nhân gian, hay là một thiên đường thiện tiền, rồi thế giới này chắc chắn là sẽ có một ngày là nhân loại tay trong tay, thế giới đại đồng, rồi có nhau là anh em, rồi hy vọng một ngày ngủ không cần đóng cửa, của rơi ngoài đường không nghe lụm, mọi người nhìn nhau bằng cái ánh mắt của người thân, vân vân và vân vân. Cái, trời đất ơi, hoặc là những chẳng hạn như bên hải ngoại này có những cái tổ chức mà họ chống đối trong nước đi, thì hãy cứ sau một vài phát biểu là hẹn nhau một ngày về trong vinh quang, trong một màu cờ vàng, rồi trong nước mình thì là quê hương ta ngày một giàu đẹp, rồi những ống khói công trường, rồi những cô gái lâm trường nông trường, rồi quê hương ta ngày một đi lên, rồi so sánh, rồi là tụi mình sẽ sánh vai với cường quốc năm châu. Cái đó là toàn là những cái câu gọi là mị ngữ, chứ mình ngồi mình nghĩ lại sánh làm sao nó mà sánh, mà nếu sánh được thì sao, người Nhật đó là sao, các vị biết cái nào nó cũng phải có cái giá để trả hết. Ví dụ như bây giờ giàu như Mỹ thì nó có 1 tỷ vấn đề của Mỹ, mà giàu như Nhật thì nó có 1 tỷ vấn đề của Nhật, mà giàu có sung sướng cao cấp như dân Bắc Âu thì nó có 1 tỷ vấn đề của dân Bắc Âu. Tôi chỉ nói một chuyện nhẹ thôi, tuổi trẻ được ăn học đàng hoàng, tốt nghiệp đại học, nghề nghiệp được đảm bảo, lương bổng hậu hỷ ngon lành, rồi thì sao, có vợ có chồng, lấy nhau 3 tháng thì biết, nó lạ đó thì nó còn hay, mà tới hồi nó không có gì đặc biệt hết, nó chán. Cái tỷ lệ mà ly dị ở ngoài này nó ở xứ Âu Mỹ nó cao cực kỳ, là tại vì sao, là vì anh và tôi đều có khả năng sống độc lập hết. Và thật là vô lý khi trời cao đất rộng mênh mông mà mình lại vùi đầu giấu mình, nhốt mình ở trong một cái mái ấm nhỏ xíu. Người Việt Nam gọi là mái ấm, người Âu Mỹ thì họ gọi đó là chiếc lồng thôi. Thế là cái chuyện ly dị đó với họ là chuyện rất là bình thường. Cách đây mới có mấy hôm, hôm nay là ngày thứ năm nha, thì mấy hôm chủ nhật vừa rồi tôi có gặp lại hai vợ chồng người Đức mà tôi biết nhiều năm về trước. Họ ở gần nhau coi như là mười mấy năm trời mà họ không có cưới, ở chung nhà, đi làm có lương về chia đôi, một đứa chịu tiền điện, đứa chịu tiền nước, ăn uống cái gì cũng chia đôi hết. Nhưng mà thà như vậy đó, chứ còn mà ráp vô rồi đó, của anh là của tôi, mà của tôi là của anh đó, thì nó lẫm sống lắm. Đấy. Cho nên bây giờ bên bên xứ Âu Mỹ nó có những cái tỷ lệ, những cái tỷ lệ mà mình đọc mình hết hồn, tỷ lệ ly dị rất cao. Rồi gì nữa, vì sung sướng quá họ sợ sinh con, cho nên cái xã hội họ nó bị thặng dư người già, và vì cái xứ mà xứ lạnh nữa, cho nên không có gì nó thê thảm cho bằng giữa một buổi chiều đông triết giả. Đấy. Có những người già mà co ro rất giàu có, trên tay đeo đồng hồ Rolex bằng vàng bằng platinum, mà đẩy cái xe hàng để đi chợ đó, đi vào siêu thị rồi đi ra, leo lên xe bus xe lửa, hoặc là một mình đẩy xe lên dốc phía sau là con chó chạy lon ton, rồi về ở trong một căn cực kỳ sang trọng mà đèn khuya đói bóng một mình thôi. Rồi một ngày nào đó mà nhân viên xã hội họ phát hiện ra mình đã chết thì họ tới họ đem mình đi họ giải quyết. Bởi vì trong cái di chúc mình đã có ghi rõ là nếu tôi có bề gì mà trường hợp như tôi không có con cháu thì nhà nước lo cho tôi chuyện đó,
Và trong suốt cái thời tuổi trẻ của mình đi làm là cứ một phần lương của mình là được cắt ra để đẩy vô trong cái phần mà bảo hiểm cho tuổi già của mình. Đấy. Cho nên ý, là ở một cái cảnh giới mà mình phải nói là nó bảnh bao đến mức như vậy đó, mà cuối cùng chung cuộc thì sao? Nó là như vậy đó. Tôi đang nói một thế giới mà tôi gọi là thế giới thiên đường, nó là như vậy đó. Tuổi trẻ làm biết bao nhiêu tiền rồi để gì, để có một cái tuổi già trong viện dưỡng lão mà trong đó rất là sang trọng, rất là tiện nghi. Tôi đã từng vào những cái viện dưỡng lão, nhìn là thấy mê liền, mình nhìn là mình muốn già liền. Nhưng mà về ngẫm là thấy ớn. Bởi vì hầu hết các cụ trong đó là đều là toàn là những cái tay cao thủ võ lâm, mà coi như là tai không thèm nghe mà mắt không thèm thấy không mà. Đấy. Cho nên ở đây nãy giờ tôi đang giảng về cái bài kinh nước chảy là như vậy, ở đâu nước chảy ngược là như vậy đó, có nghĩa là mình sống xuôi theo dòng đời này, còn bây giờ đó mình sống ngược lại, mình sống ngược lại, danh sách không còn tiếp tục có mặt nữa. Đó giờ mình luân hồi là vì mình thích cái này thích cái kia, bây giờ mình không thèm thích nữa, là sống ngược dòng đời. Và cứu cánh niết bàn cũng là cái gì đi ngược lại những thứ mà chúng ta đang sống, có nghĩa là một sự phủ nhận, một sự phủ định toàn diện mọi hiện hữu. Cái đó là bài kinh nước chảy. Tiếp theo đó là bài kinh giàu lớn. Đấy, bài kinh giàu lớn, cho sinh 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 bài kinh giàu lớn.